Bart weg. Bart Papa weg. Bart Papa. Aber er kommt wieder, keine Angst. Xin chào bà cô chú đi. Cô ta chồng xin chào bà cô chú. Xin chào. Rồi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây. Khoai Tây. Xin chào. Xin chào. Ông bà, mà, cô chú. Mà cô chú. Giỏi, Khoai Tây đi giáo bà cô chú nè. Giỏi, Khoai Tây. Vòng tay lại ạ, bà cô chú. Vòng tay lại ạ đi. Vòng tay lại. Giỏi. Khoai tây lắc á hả? Ba khoai tây dọn dẹp nhà cửa lại chuẩn bị làm kem. Hè cuối tuần là bắt đầu là làm kem, phải ăn kem thêm nữa. Mùa đông mà còn làm kem hồi gì mùa hè ba coi chú ha. Lại khoai tây ngồi chơi với ba. Lại khoai tây á là đòi xuống nhà bếp chơi với ba, nhưng mà ở dưới thì phá quá. Ba đi tới đi lui thì dính tay dính chân, tại nhỏ quá. Nhà bếp nhỏ quá cho nên bỏ khoai tây ngồi đây. Ba tay tao chơi rồi ba làm gì làm nhé. Còn má thì giờ rè xét nha, ngồi cho nhà trên má chỉnh sửa video tại vì ngày hôm qua đi cả ngày. Tao cũng ăn việc làm cho ba. Ba làm kem. Kartoffel rausgehen. Okay, aber ich muss weiter editieren, noch nicht fertig. Con gái của má dậy rồi, nhìn nhà ui nghe. Hồi nãy hả, trưa cái đi chơi với ba, xong cái buồn ngủ cái bắt ba ôm, xong ngủ trên tay ba rồi ba ôm về luôn. Má ở nhà tập thể dục với lại chỉnh sửa video ha. Rồi ba nấu ăn xong rồi mình chuẩn bị đi xuống ăn ha con ha. Sao con dậy không con? Dậy với ba đi. Ngủ đã ghê luôn bà cô chú à. Hôm nay ba Khoai Tây nấu ăn. Đấy. Lại nấu cà ri xúc xích. Đây là món cà ri xúc xích mà ba Khoai Tây thường xuyên nấu nè. Ảnh để cái phần cà ri riêng ra tại vì nó hơi cay. Lát nữa mà người lớn ăn thì trộn, còn Khoai Tây ăn thì không phải trộn. Nè xúc xích mình mua mình tự nấu ăn chung với cơm. Ba Khoai Tây bây giờ trở thành đạo cơm rồi đó bà cô chú ơi. Xin mời cả nhà cùng ăn cà ri xúc xích với cơm với lại gia đình Khoai Tây nha. Xúc xích con ơi. Ba lau miệng cho cái tay ha. Ha con ha. Ok bà. Ai xin mời em mà cô chú ăn cơm đi, chờ chút. Trộn ăn liền. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Xin mời cả nhà. Khoai Tây. Xin mời. Ông bà. Cô chú. Ăn. Ăn. Cà ri. Ăn cà ri. Xúc xích. Với Khoai Tây. Dạ. Das ist kein nur Basilikum, Oregano, aber kein Gewürz. Kein bisschen. Keine Gewürze. Okay, nicht so viel. Kein Gewürze. Ai, sốt cà chua con. Mấy cái nhỏ ra cho. Con cầm cái miếng không? Con lên. Rồi. Ăn cà ri, ông ăn xúc xích đi nha. Nó ăn cà ri đó. Sốt cà chua. Cà tây ăn. Cà tây ăn đúng rồi, cà tây ăn đi con. Cà tây lấy cái muỗng nó xúc cơm con à. Muỗng là xúc cơm. Mit dem kleinen Löffel.
muốn lâu cho nó mất cây á. Đây là con. Ok. War das schon alles perfekt? Pfeffer und Salz, mehr Gewürze gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht richtig sein. Hey? Ja, ich will. Nein. Đây là món tủ của ba khoai tây. Mới là mà ảnh muốn đổi món rồi bắt đầu khả nấu cái món này, món tủ. Chứ mà lúc mà ông nội lên cũng ba khoai tây cũng nấu cái món này cho ông nội ăn. Ba đang làm kem con à? Ba đang làm kem là ăn con xong ăn kem nhá. Xúc xích nó kìa. Cái loại xúc xích này ngon ghê luôn á mà. Của Đức nhưng mà nó không có mặn giống như mấy loại khác. Vừa ăn. Kann ich eine Wurst nehmen oder? Und zwar ich zwei Kartoffeln eine Wurst. Wo bitte, wenn genug da schon? Nur einen Pfosten. Mà khoai tây biến nấu không chứ, món này người ta ăn với lại khoai tây. Ăn cái cơm. Da zwei. Das kennst du doch hier. Den großen blauen kennst du doch. Was ist das? Elefant. Elefant. Und hier, das ist dein Liebling? Gemgau. Heißt der.
làm sao đây? Kén cáo. À. Das für dich? Kennst du das hier? Ja. Giraffe. Hallo. Hallo. Giraffe. Giraffe. Ja. Also was hat das Töpfchen? Miau. Miau. Ein Löwe. Mama Löwe ist das Töpfchen. Aber Löwe ist nicht hier. Giraffe. Giraffe. Und was ist das? Erinnerst du dich? Elefant? Hahn. Hahn? Löwe und ein Bart? Das habe ich mir gar nicht gemerkt. Weiter. Bart weg. Bartpapa? Bartpapa weg. Bartpapa? Mhm. Aber er kommt wieder, keine Angst. Mhm. Aber diese Seise, dein Bart ist nicht so lange da. Mhm. Rasiert. Papa. Papa, kau rau? Bà tay lớn rồi bà cô chú ơi, tắm không có khóc nữa. Bà tắm cho khoai tây nè, không thèm khóc luôn. Tại vì mùa hè bây giờ nóng lắm, ban đêm ngủ cũng còn nóng chứ. Thường là mấy cái mùa gần hè là ban ngày thì nóng mà ban đêm thì cũng lạnh, mà bây giờ là ban đêm nóng luôn. Khoai tây ngủ mà hả, mồ hôi một ghe đổ làm đìa. Chắc nhờ như vậy cho nên thành ra là nóng quá, cho nên là tắm không có khóc nữa, là tắm thấy thoải mái hơn, cho nên không thèm khóc. Bây giờ với lại bây giờ cũng lớn rồi, rửa mặt đồ súc miệng đồ cũng không còn khóc nữa, cho nên bây giờ quen cái nước thôi. Tắm thế mà cũng phải quen thôi. Ok, khoai tây tắm xong. Đây, Khoai tây tắm xong rồi đó mọi cô chú ơi. Bây giờ mình đi thay đồ. Không thèm khóc luôn. À, muỗng súc á hả? Muỗng súc á hả? Đây 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 nè, muỗng súc nè. Ja, ja. Super leichte Sachen, ist immer noch warm. Die ist mir gar nicht geweint. Ah, mục rồi, khoai tây nè. Khoai tây có cái mục rồi nè. Mục rồi. Lieber Fleck. Mục rồi của khoai tây đâu? Mục rồi khoai tây đâu? Mục rồi khoai tây đâu chị má ơi? Mục rồi của khoai tây. Đúng rồi. Mình cần được passen. Kokos. Ja. Ăn kem. Đúng rồi, ăn kem. Mama, ăn kem. Ooh.
giấm. À, hoa sen giấm hả? Hoa tay dọn dẹp nè, nè, nè. Bỏ đồ chơi của mình vô, hả? Hoa tay chơi xong rồi bỏ đồ chơi của mình vô, đúng rồi. Dọn dẹp xong mình ăn kem ha. Đó, mình giỏi ghê. Bỏ đồ chơi của mình vô. Là cái bự thì bỏ vô đây nè, mấy cái bự bỏ đây. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Cái tay đũa. Cái tay đũa. Còn biết phải tay đũa hết luôn đi nha. Mấy cái bự bự nè con bỏ vô đây nè, nó mấy cái bự bự. Còn mấy cái cục đũa này nè con bỏ vô đây. Thấy không nè. À mấy cục bự. Còn mấy cái con đó mình bỏ vô đây, mấy con nhỏ nhỏ bỏ vô đây. Con bự bự nè phải đây bỏ vô đây thấy không? Ừ. Con bự bự nè, phải đây nè. Con bự bự nè, bỏ vô. Ừ, thôi đây bỏ vô đi. Nó thử thôi, bỏ vô đi nè. Ừ. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô đi. À, giỏi. Bỏ vô nè. Cái này làm bỏ vô đây là xong mình ăn kem. Bỏ vô hết đây là xong mình ăn kem hả? Okay. Bỏ vô đây là xong mình ăn kem. Đây rồi này lại là còn mấy cái này á, còn mấy cái này bỏ vô. Đây rồi má. Rồi cũng đổ vô hả, muốn đổ vô phải không? Rồi rồi kem ba xong rồi bỏ vô nhanh lên rồi mình ăn kem. Cái nào là kem bút khoai tây đâu? Mời cô khanh. Cái nào là kem bút khoai tây? Kem của má đâu? Kem của má. Còn kem bút khoai tây đâu? À con tay bầu ăn. À kem bút khoai tây đó. Kem nào là của ba? Của ba đó, kem của ba đó. À, đúng rồi, kem của ba. Bộ chảng luôn. Khoai tây. Xin mời. Ông bà. Cô chú. Kem. Ăn kem với khoai tây. Ăn kem. Với khoai tây. Trời ơi, nó ăn hả? Kem. Xin mời cả nhà cùng ăn kem nè. Xin mời cả nhà. Kem đúng rồi, kem ba làm. Banana uốn. Xin chào banana. Khai đừng cho thân nè. Doch, aber dann wird es süß genug eigentlich. Ăn kem đi. Kem. Kannst nächstes Mal wieder Datteln noch dabei machen, wenn. Aber mit Datteln dann sehr creamy. Ja. Muss kem kommen? Stimmt, diesmal so ein bisschen eisiger. Ja. Nicht ganz so super cremig. Aber immer noch gut. Genau. Aber noch eine größere Portion. Eigentlich.
Rất là khoai nữa phải cái đó rồi. Bà sẽ quay cho đi. Bà khoai tây bỏ dừa khô vô nữa cho nên thành ra ăn ngon ghê luôn á. Hôm nay ba hôm nay không có bỏ chà là cho nên là cái chất kem nó không có dính, không có dính, mà công nhận cái chà là làm chất kem dính dính dẻo dẻo ngon chứ. Thì cái chất làm kem dẻo dẻo dính đó chắc là mình phải có bí quyết, là chứ ba hôm nay cũng chỉ người làm kem tay ngang á. Ví dụ biết được cái bỏ chà là vô thì nó làm dẻo dẻo dính dính ngon vậy thôi à. Mà nước ai nữa là chuối, nhưng mà sau hôm nay chuối nó không có làm gì dẻo dính như bình thường. Còn mấy cái khác, nếu mà ví dụ mà làm kem mà mấy như xoài hay là dâu rồi mà không có chuối hoặc là chà là nó hay nó làm mà là nó không có dâm đá, nhưng mà nó hột hột đá đá hơn, chứ nó không có dẻo dính. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye. Hẹn gặp lại.